Hello chào các bạn, chào mừng quay trở lại channel của mình, là mình Đức Anh. Anh biết tôi đang cầm gì không? Thì hôm nay theo yêu cầu của bạn subscriber bảo là anh hãy review sản phẩm của Oishi đi. Thì anh em biết là kênh của tôi đúng không? Là một hãng chưa tất cả các vị. Thì hôm nay tôi đã tìm và cóp được nhà hầu hết các cái hương vị có mặt trên siêu thị để mà review cho anh em xem. Và chúng ta sẽ tìm ra cái ngôi vương món snack Oishi gọi là đỉnh nhất trong cái đống này nha. Bắt đầu thôi. Vâng, cho anh em. Đây chính là một cuộc đại chiến bùng nổ của Oishi. Vâng, đây chính là 18 hương vị mà tôi đã cóp được trong siêu thị. Nhưng mà có một hương vị cuối cùng thì tôi sẽ để ở giữ bí mật một chút. Đấy, chúng ta sẽ đi bắt đầu từ đầu đến cuối. Đầu tiên thì anh em sẽ thấy không? Snack khoai tây bí đỏ. Con hàng này thì cũng gắn liền với tuổi thơ tôi rồi. Bóc cho anh em màu đỏ cam cực kỳ là ngon. Mức giá 5.000. Đấy. Thơm. Vị kiểu bò nướng. Tuy nhiên là hơi nhiều muối. Cũng không được. Loại ứng cử viên này. Tiếp đến sẽ là em snack băm ngọt. Đấy, tuổi thơ dữ dội của bao nhiêu ông? Từ hồi mẫu giáo. Mẫu màu xanh nhá. Đó, thấy chưa? Ui, to. Cũng ngọt, cũng thơm. Nhưng mà độ được, nên là cho qua. Đến hương vị thứ ba thì cũng là người anh em cùng họ bắp. Nhưng mà vị phô mai. Thơm. Dấu ấn rất là đáng nể. Đấy, thêm bột phô mai. Bố đỏ. Ngon. Nhưng tuy nhiên là cái vị nó thì cũng không mặn kiểu mùi thơm phô mai lắm. Nên là cũng loại. Vâng ạ. Bim bim chay, snack nhưng gia vị heo quay. Đấy. Snack này snack chay anh em nhá. Đấy. Đấy, một quả nhìn rất là uy tín luôn. Thơm. Đúng kiểu hương vị, kiểu thịt quay vào vòng trong. Thứ hai, cua me. Đấy. Ngoài tuổi thơ rồi anh em. Bim bim cua thì chắc ngày xưa có bim bim cua nàng tiên ấy. Thấy chưa? Đó. Cũng được, nhưng hơi mặn, vị cua không có. Đoạn. Snack tôm, tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ. Đấy, tiếp tục. Màu trắng thì Ngọc Trinh rồi. Đấy. Làm miếng cho đời oi khói. Cái này tuổi thơ, châm trước, cho vào. Một loại mới snack viên vị mực cay. Quả này lại giống quả xiên bẩn ở đây. Đấy. Kể cho anh em câu chuyện là trước tôi đi ăn xiên bẩn. Bình thường ra hai anh em ăn thì mình cũng nhẹ nhàng thôi. Tưởng 50.000. Bà ai nói câu 101 các cháu ạ. Đúng rồi ơi. Hết cả mình. Ăn xiên bẩn rồi đắt hơn đi ăn nhà hàng em ạ. À đấy, nhìn cũng ra gì đấy. Vị mực bên trong rỗng. Để mà ngon thì không ngon lắm, có vị hơi cay cay. Loại. Ai phân phồng tôm không ạ? Đấy, phồng tôm đấy ạ. Phồng tôm thì Tết nào sẽ làm vài bịch, đúng không? Đấy. Được chưa? Đấy. Vẫn truyền thống ngon. Cho vào vòng trong. Bánh phồng cá loại siêu to khổng lồ 10.000. Úi xôi. Ủa, X2 hơn loại 5.000. Ngoài cũng được nhưng mà không ngon bằng tôm. Đoạn. Đây, siêu phẩm
3 vị cay. Vị cay ớt xanh. Dòng này thì chuyên là kiểu dạng chấm hải sản đấy anh em. Thử phát đây. Thơm. Này thì cũng được, nhưng không phải là dạng tôi thích. Vì ớt xanh nó hơi bị nồng. Loạn. Vâng ạ, xin thiệu sự hiện diện của người anh em huyền thoại của tôi, Bim Bim Snack OCK. Dòng này chắc không ăn anh em mình cũng biết là nó sẽ vào phòng trong rồi đúng không? Thế nên tôi sẽ để nó vào phòng trong. Đây, dòng anh em kế cận nó tiếp theo. Siêu cay. Đấy. Đấy, dòng này thì kinh rồi. Sẽ luôn bùng nổ, vị chua, vị cay. Vào luôn. Vâng ạ. Sở nách hành. Đấy. Hành như chính cách, bạn ăn hành. Đúng không nào? Đấy. Người sợ nhân công không ăn hành nhá. Ôi, ăn bóc mỏi tay quá anh em ạ. Khổ lắm. Đây, hành nó sẽ có kiểu dạng như là cái nhẫn drink này. Thơm nồng vị hành, độ giòn. Nhưng đối với cái vị này nó không xuất sắc lắm. Loại. Đây cái vị cũng là hoa quả. Dưa chuột. Mỏng nhẹ, chỉ 2,3 mm. Đấy, sợ. Đấy. Thử phát xem nào. Ủa, màu khác nha anh em nhá. Nhìn này, đấy màu xanh này. Đấy, rồi. Dưa chuột thơm. Đánh giá cao. Rồi ai cho vào. Vâng, bạn tiếp tục có hoa quả. Cà chua. Đấy, tomato. Bóc cho anh em tiếp. Đó. Đây, miếng à. Thơm vị cà chua. Nhưng lại không có vị chua, chỉ có vị mặn. Dòng này thì nó mình nên tưởng giống cái dạng của Jojo. Dạo này không ngon lắm. Loại. Đây. Tình yêu của tôi là cái món này. Nên là tôi sẽ cho vào trong. Vì anh em biết là con này nó quá đẳng cấp rồi. Vừa ngon vừa thơm vị phô mai. Ok luôn. Đấy, anh em thấy không? Đấy, quá đẳng cấp rồi. Vào vòng trong. Đây. Đối thủ nặng ký cho 4-3 dòng cay. Sriracha. Bắp 4 lớp. Đấy. Chưa. Ngon. Được. Đấy. Ok, giờ đây đối thủ như vậy. Mình đã ăn xong. Chúng ta sẽ đến vòng knockout cuối cùng, chọn ra ngôi vương và nó sẽ là đối thủ đăng ký. Ok nhá. Từ đầu video tôi đã nói anh em là nguồn hương vị là vũ khí bí mật. Đây. Chính là con hàng này. Anh em thấy không? Đây là con hàng mà phải nói là cực kỳ hiếm và kiếm. Nhưng mà tôi đã tìm ra gói to không có nhá, chỉ đúng gói bé thôi. Anh em nếu mà fan thì đậu xanh nước dừa đây sẽ là con át chủ bài của cái dòng OC này. Đấy, bóc cho anh em nhá. Đấy. Đấy, xanh này. Ôi. Ngon quá. Được. Và đây là 8 ứng viên xuất sắc nhất trong trận chiến các hương vị của OC mà tôi đã tìm ra và đã có mặt trên bàn. Để mà nói tìm ra cái hương vị mà ngôi vương số 1 thì với tôi nó khá là khó. Nên là chỉ chọn ra những vị mà tôi cảm thấy yêu thích. Thì cũng mong là anh em nếu mà yêu thích thì cũng sẽ comment phía bên dưới để động viên tôi. Đấy. Đầu tiên hương vị thì chắc chắn sẽ là đậu xanh nước dừa rồi. Đấy. Ứng cử viên trong lòng tôi. Tết đến là tuổi thơ dữ dội. Và hai con hàng phô mai và bim bim cay. Đấy. Con này cũng được có mặt nhá. Là cũng ra gì vào này nọ. Thời các thanh niên trường mà tranh nhau học sinh thì con này cũng là niềm tự hào của tôi. Đấy, bốn loại. Và cùng là cái dòng phồng tôm. Đấy, nếu mà ở nhà không có phồng tôm, làm phát 5.000 có ngay phồng tôm ngon. Thì đấy là hương vị của tôi, là 1, 2, 3, 4, 5, 6 hương vị tôi yêu thích. Thì anh em nghĩ sao về những hương vị của OC? Anh em là fan của hương vị nào? Cảm ơn phía dưới nhá.
Thì một lần nữa cảm ơn anh em đã theo dõi video. Đừng quên like, share, subscribe của mình cũng như follow mình trên Instagram. Tạm biệt, gặp lại trong những video tiếp theo. See you next time.